Ngày 22 tháng 6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa cho biết, đồn biên phòng Quan Chiểu phối hợp với các đơn vị liên quan vừa bắt giữ hai đối tượng quốc tịch Lào vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam để tiêu thụ, với số lượng thu giữ 5.846 viên hồng phiến, 0,5 kg thuốc phiện, một xe máy, một điện thoại di động. Theo đó, lúc 10 giờ 30 phút ngày 21 tháng 6, tại khu vực biên giới thuộc Bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, đồn biên phòng Quan Chiểu phối hợp với đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa, đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Thanh Hóa, phát hiện bắt quả tang Lương Văn Hào, 29 tuổi và Lương Văn Lé, 28 tuổi, cùng trú bản Phiền Khải, cụm Mường Phùng, huyện Viên Say, tỉnh Hủa Phăn, Lào, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.